Thưa quý vị, nằm trong loạt bài Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp bền vững ở Tây Nam Bộ, báo Nhân dân số ra hôm nay đăng tải bài 2, chất lượng cao, phát thải thấp gắn với chuỗi ngành hàng. Để ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu, thời gian gần đây, nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã triển khai một số chương trình hành động về nông nghiệp thông minh, sản xuất lúa hướng đến chất lượng cao, phát thải thấp. Tuy nhiên, cần mở rộng không gian kinh tế mang tính liên kết vùng, tạo thành chuỗi ngành hàng. Theo đó cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất thuận tiện, xác định chính xác mô hình sản xuất phù hợp với thực tiễn tại các địa phương, tạo lập cơ chế liên kết bền chặt. Được xếp vị trí thứ 5 trong giỏ thực phẩm của toàn cầu, điều này đã khẳng định sản phẩm lương thực thực phẩm của Việt Nam, trong đó có thực phẩm hữu cơ ngày càng được người tiêu dùng thế giới ưa chuộng. Theo bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng, phát huy những thành quả đạt được, nhiều doanh nghiệp không ngừng tạo ra thêm các sản phẩm mang đậm bản sắc Việt, chinh phục thành công nhiều thị trường khó tính trên toàn cầu. Theo thống kê, ngoài 200 thị trường xuất khẩu, trong đó có 50 thị trường xuất khẩu chủ lực, thì thị trường Hà Lan, các quốc gia Hồi giáo được đánh giá là thị trường mới, tiềm năng. Hiện ước tính kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sang các quốc gia Hồi giáo trong khu vực ASEAN gần 30 tỷ đô la Mỹ một năm. Theo quy hoạch, tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh sẽ có tốc độ khai thác tối thiểu 160 km h chạy trên tuyến khổ 1.435mm và sử dụng điện khí hóa. Bài viết trên báo Tiền Phong nhận định, nếu được đầu tư xây dựng, tuyến đường này sẽ thu hút một lượng hàng hóa và hành khách lớn, trở thành cửa ngõ giao thương của Việt Nam với thế giới đại diện lãnh đạo cục đường sắt việt nam cho biết tuyến đường sắt tốc độ cao đông tây đang ở bước lập quy hoạch dự kiến đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục khảo sát thu thập số liệu bổ sung và chỉnh sửa để lập báo cáo cuối kỳ sau đó lấy ý kiến hội đồng thẩm định các bộ ngành chuyên gia và hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng thẩm định phê duyệt Thị trường đất nền vẫn được coi là kênh đầu tư vua, thu hút được nguồn tiền trong quý 1 năm 2024. Theo thống kê của các đơn vị tư vấn bất động sản, nhiều số liệu cho thấy dấu hiệu thị trường giã băng khi giá bán đã đảo chiều đi lên. Trước quanh vấn đề này, báo Hà Nội Mới cũng đăng tải ý kiến của một số chuyên gia cho rằng giai đoạn hiện nay là đợt thanh lọc một số chủ đầu tư có ý định trục lợi đầu cơ đất dẫn tới hệ lụy phát triển thiếu ổn định do cho thị trường. Do tác động của các luật liên quan đến bất động sản sắp có hiệu lực, nhiều hành vi sẽ được điều chỉnh lại. Một số chủ đầu tư muốn tồn tại và đi tiếp cần tập trung vào phân khúc cho những đối tượng người ở thật và sản phẩm tạo ra giá trị cho xã hội tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội đang là vấn đề lo ngại lớn rất nhiều đơn vị chây ý không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nhiều năm liền với số tiền chậm đóng lên đến hàng tỷ đồng thậm chí là hàng chục tỷ đồng nhiều ý kiến kiến nghị dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi cần tăng nặng chế tài đối với hành vi chậm đóng trốn đóng này theo bài viết trên báo Đại đoàn kết, hiện dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện để trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy tới. Theo đó, làm rõ và tách riêng các điều về xác định chậm đóng, trốn đóng xử, chậm đóng, xử lý chậm đóng, xử lý trốn đóng để phận định rõ hành vi chậm đóng và hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội. Qua đó có thể áp dụng biện pháp xử lý phù hợp. Thưa quý vị, từ 2.000 đồng, 3.000 đồng, giờ hiện nay là 5.000 đồng, được góp hàng năm. Đến nay, sau hành trình 15 năm, sinh viên trường Đại học Đồng Tháp đã xây tặng 80 căn nhà cho chính sinh viên khó khăn của trường mình. Tổng số tiền đóng góp gần 3 tỷ đồng cùng hơn 1.100 ngày công lao động của sinh viên đã kết tinh thành những mái ấm chưa tràn tình người. Trao đổi với phóng viên báo tuổi trẻ, chị Lê Ngọc Đáng cho biết chị là một trong những cựu sinh viên của trường được nhận căn nhà trong năm đầu tiên khởi động mô hình này. Như vậy mà cả nhà chị có chỗ ở khang trang, anh chị em yên tâm học tập và cũng là động lực để tiếp sức cho gia đình, gửi niềm tin vào con đường tri thức.